Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hội Làm Xài Bền Vững. Thì hôm nay mình quay trở lại cập nhật giá xài cát quả lọc thu mua tại vườn nha. Mấy ngày nay do mình bận công việc nên không có cập nhật giá được nha các bạn. Thì giá xài cát quả lọc là nó tăng lên nha các bạn. Thì cụ thể là giá xài, mình sẽ báo giá xài 300 úp là 300 kg á và 400 úp. Thì giá xài mà 300 úp á, giá thu mua tại vườn là từ 35 cho tới 40 ngàn ha. Còn xài mà 400 úp thì giá giao từ 45 cho tới 50 ngàn. Nhưng mà mình cũng báo rõ cho các bạn là xài, ví dụ á, mua xài phải là đẹp da sạch da thì giá nó mới cao được nha các bạn. Này là hàng 3 nè em. Là coi như cho 3 gram đi, 3 gram đến 4 gram. Này là hàng 3. Nó quầy da sạch nó cũng ít lắm, hiếm lắm. Bây giờ đa phần da nó vậy đó. Còn này hàng 2. Hàng 2 nó tầm khoảng nói chung là chị không có cân gram em ơi. Nói chung nhắm nhắm cảm thấy được thì làm à. Đó, hàng 2 đó. Hàng 1 nè. Lúc gà mà kiếm da đẹp khó kiếm lắm. Thì bên cạnh mua xô thì vẫn có mua lựa nha các bạn. Thì ăn thua nhà vườn thương lượng với thương lái thôi. Đó. Thì mình cũng xin nhắc lại là ví dụ như xài mình, tỷ lệ xài bán mình bán 300 úp, nhưng mà tỷ lệ mình ví dụ như 350-36 hay là 400 gì trong đó nó có thì lái nó sẽ mua với cái giá cao. Còn nếu mà trái cứ nhỏ đều nhau á, thì giá nó cũng thấp các bạn. Thì những anh em nào trồng xài cát quả lọc thì bán cũng biết rồi. Nói chung thì ăn thua nhà vườn với thương lái thương lượng thôi. Thì video mình xin phép kết thúc tại đây nha các bạn. Thì những anh em nào muốn bán thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại mình đó. Thì bà chị bà mua cũng cả năm nay đó các bạn.